Ngày nay là cái lợi dầu lồng hạt Matrix phía đi bì và lồng hạt ấy khả thì đọc môi vật xìa xa nó bạn chắc như tầm mơ thì nó nế thì áo Matrix bì cứ Matrix A hay là Matrix B hay Matrix tầng bì cứ Matrix ré là nạp bì khoảnh bì có cái áo kiện này Matrix A con là Matrix B nâng Matrix tra này A của lượng B khó cho dân rô Matrix tra A, Matrix tra B nâng Matrix tra B con nâng Matrix tra A chính dân từ mơ nó tài đó này nó tại mơ hãy cùng play chơi like hay subscribe đừng bỏ đó bản chất cái oi Matrix A nâng Matrix B chẳng kiện này Matrix A con nâng Matrix B màu chén dương chập ra kiện này chén cana matrix con đường matrix chén thì vô matrix thì muối vô chuột đê nhá chuột đê matrix thì muối con chùa muối chùa chô và con chùa chô quan tái men con tầng ói con trâu này à mốc con là mốc còi con là còi chén miền này tháp pi con đường bấy bàn của muối muối con đường đỏ muối bán đỏ muối chén của muối đỏ muối bán pram thế dùng đã lại nhỉ tao mới vô chua để chỉ muối những con đường chua sôi thì pì nó hay con trâu chua nên là trâu nạp đấy chẳng pì con đường đỏ muối bạn đỏ pì mùi con muối ăn mùi chẳng đỏ pì bộ muối bạn đỏ mùi đó nhé tao mới chua để chỉ pì nó và vô chua để chỉ pì con đường chua sôi này mà thì chỉ pì nó nát hay vô ta đại chua để chỉ pì chứ anh ấy đỏ pram con đường bấy đỏ đọc pram đỏ buồn con đường đỏ mối bạn bộ buồn trắng đỏ đọc pram bộ buồn bạn đỏ đọc mùi đó tí là đỏ pram con đường đỏ mối bạn bộ pram đỏ buồn con đường mối bạn đỏ buồn trắng bộ pram đỏ buồn bạn mùi chẳng ấy nếm chầm lời đập romatrichra romatrichra cứ sama mối lơ thì thà mối lơ dt mình nòng này matrix A khoảnh bề rồi gọi dần vô cắt chuông con chuông này đỏ này đó miền này thà môi lơ cắt chuông thì môi từ pram con đường mùi đỏ cắt chuông thì phí men là đỏ đậm môi con đường đỏ mùi chẳng á hai bản đồ thiệt ở năng viện thì môi cứ bạn là bỏ xài vậy hết nè chắc về pram con muối ăn pram hay đỏ con đỏ bồn chứ đỏ mùi chứ anh ấy đỏ là mùi chứ pram đỏ là muối bạn đỏ của mùi mà trứng có mùi ngon ha tá đỏ của muối bàn màu vì nè chứ bàn màu vì cái này nè ngày nhé hay tí phí cứ à mà tri những cái đồ gọt trung thì muối đồ cái này thế này cắt trung thì muối đồ này tàu bình tàu máu đồ thì tăng này hai cắt trung thì tí đồ sành nhà nè cột mình sành nhà đỏ mà đồ sành nhà cắt trung thì tí trên cái bàn muối làm mà đấy đọc muối mùi chẳng hạn đấy hay con vật liệt máu chọc ban phần nào đấy mà thà matrix con đừng chỉ luôn bất kỳ vô chỉ luôn bất con đừng cột thiệt này matrix chẳng á buồn về bà có tóc mà tiền bà chân rô matrix ra A matrix ra B đấy nghe đấy nè para rumon ta đã lắm mùi lơ A D đỏ BC chẳng mất hãy đồ thiệt cặp luôn thì mối thành cặp luôn thì tí đồ xì nhà cho những con phải trốn nó ban phần này chẳng matrix A B những đằng ấy matrix B nghe đây đó cặp luôn con vô hết đồ thiệt mình là bảy đỏ mối sao pì mình đấy đang ấy con phải liệt tàu con phải trâu là ban phần nào và ta mới vô bế trà bế mà thì trà bế con đường mà thì trà à chẳng như thế đấy con vô chùa để chỉ mỗi con chùa trầu chẳng ấy con các bạn là tập hòa phần này cái bị bàn là tập hòa phần này dương phần nứt khơi thà mấy ba dương phần nứt khơi tha mà thì trà này à mình hãy vô matrix A con matrix B hơi chậm trá mà matrix trá B con đường matrix trá A admin A trá con A គុណនឹង B និង B គុណនឹង A ខុសគ្នាណាចំពោះ matrix កុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងមើលណា A គុណនឹង B ហើយច្រាស់ស្មើ B ច្រាស់គុណនឹង A ច្រាស់កុំច្រឡំ A ឯង A ច្រាស់គុណនឹង B ច្រាស់វាមិនស្មើជាមួយ B ច្រាស់ A ច្រាស់ទេអត់មានលក្ខណៈត្រឡប់ទេណាបាទប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះមានលំហាត់ខ្លះលេខខ្លះវាចៃដន្យអាចស្មើអញ្ចឹងយើងមិននិយាយថា 100% ទេប៉ុន្តែយើងចំណាំថា matrix 2 គុណគ្នាហើយមកច្រាស់គ្នាវាស្មើអាតួក្រោយច្រាស់គុណអាតួមុខច្រាស់ណាតែចំណាំកន្លែងនឹងជាទូទៅក៏ដោយបាទអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ណាហើយជូនពរបងប្អូនអរគ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អ